Kìa kìa bắt nó. Trời ơi. Mấy cô chưa bắt cái gì vậy? Bắt cá. Nãy con cũng thấy một con cá. Nó ở trong phòng mấy con cá. Hả? Bắt cá rô. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay lên nhà của anh Ba Rùa cho các bạn. Chiều và tối nè, mưa. Mấy anh em mình thấy cá rô lên bờ luôn. Chào bạn nha. Em xuống xuống nha. Mê nha, mê nha, mê chụp cá rô nha giờ. Gì? Gì? Chụp cái gì? Lên đây chụp cá rô thành phố. Cá rô dưới quê. Gồ gì? Bình thường quá. Cá rô thành phố nó dài, cá sọc. Cái rô dưới quê giờ bình thường quá à. Thôi giờ đi chụp cái rô dưới trên Sài Gòn đi. Nó lạ. Con vậy vậy? Hả? Con cóc thành phố. Hồi sớm á. Hồi sớm á. Ôi dồi. Thằng ơi, hồi sớm á là con cá chê nè. Nó dãy phành phạch chỗ này nè. Mà giờ không biết nó nhảy ở đâu rồi nè. Nó gặp mình nó dãy như là cắt cổ vậy trời. Đây cá rô, cá rô. Đó. Nói nữa rồi. Nè, nó lại rồi nè nghe. Đó. Cái này có cái rồi đây về chấp chăng rồi. Đó, hai con. Sướng trời. Ê, cái nữa kìa, nữa kìa, nữa kìa. Đầy sao bự. Đã gì trời. Nó nữa kìa. Không có gì có nữa. Nó cười. Tiếng thiệt chứ. Đâu có gì này. Không có, sớm thấy cá chê nó lên mà sao giờ này không gặp cá chê lên nữa nè. Không có, hồi sớm là thấy cá chê lên. Nó lên á, nó dãy mắc cười lắm. Nó dãy như là mình đâm họng nó vậy đó. Nó dãy phành phạch vậy đó. Thôi chịu nó qua chuông rồi đó. Tiếu này chết. Nó đang lóc bình thường cái nó gặp mình cái nó dãy như là đâm họng vậy đó. Giờ mới cự lắm. Chắc là hết mưa chắc nó lên. Nãy lúc nãy mưa lớn chắc nó lên nhiều lắm á. Lúc nãy lên nhiều lắm á. Cóc gì mà nó ốm dữ vậy? Mấy con cóc này xin dinh dưỡng nè. Giờ lúc mới mưa chắc lên nhiều nha. Đúng rồi, hồi nãy lên nhiều lắm. Lúc nãy đi vô mà nó có le lét mà canh mấy con cá chê đâu thấy cá rô đâu, nhưng mà vẫn thấy một hai con cá rô thôi, nhưng mà không thấy cá chê. Không mình không để ý, mình chỉ để ý cá chê thôi, mình không để ý cá rô. Đi khu sau hè. Rút rút quan sao á, em thấy chắc đi. Nhiều đó. Đi cậu hãy quay. Chút xíu. Không có. Mình đi sau nha, mình đi cái đường sau nhà ra chỗ mới nãy mình ngồi á. Ừ. Rồi mình đi chỗ ra luôn. Ê mình đóng cửa rồi. Cậu quay lại đi. Thôi, quay lại luôn, chỗ ra ngoài. Đổ ra ngoài luôn, quay bắt cá chê mới được. Bắt cá ông quay về. Cá chê giờ này nó lên. Hôm nay lên Sài Gòn náo lắm trên đất Quỳnh Quế luôn. Trời ơi, dưới kiếm cá rô này. Cá rô này kiếm trăm mấy ngàn đó. Ở dưới không có cá rô nữa. Ở trên này cá rô nhiều thiệt. Bạn thấy mấy anh em mình sung ghê không? Trời đang mưa luôn á. Quay xong rồi gọi là sướng. Đang mưa mà dầm mưa đi bắt cá luôn á, ghê chưa. Đây nè, trời mưa nặng cái nè, đi bắt có cua luôn á. Dạ, cua vậy đó, có cua luôn á. Ngồi bắt ớt rồi bắt nhái luôn á. Có cua luôn á, thiệt, con gì bắt nó luôn á. Đủ lợi luôn. Có trời ơi, nó có lên nữa không. Giờ này tự nhiên nó mưa, cái nó không lên nè. Nãy mưa lớn lắm lên. Trời ơi, hồi nãy cá chê lên chỗ này nè, mà tại vì mình không muốn bắt nó. Ê con ơi, ớt kìa, con ơi. Cái ớt đâu? Ớt. Im dạng ơi, từ từ, dạng ơi, chụp cho nó dính nha dạng. Đưa ớt.
không có. Trời ơi, cái hoa anh em mà náo lộng dữ vậy. Đó, trời. Kiếm dây buộc lại. Kiếm dây buộc nó đi. Kiếm dây buộc lại nha mấy bạn. Kiếm dây buộc lại nha. Thiệt. Muốn khùng rồi, muốn khùng rồi. Hấp giác này xỉnh rượu thiệt ra không nói. Xỉnh. Xỉnh rồi. Xỉnh rồi. Xỉnh rồi. Xỉnh rồi. Chính quyền bắt ếch rồi, chính ếch rồi, ngon rồi đó. Kiếm dây buộc. Bạn để tiếng động chung là kiếm bao đi. Tiếp thiệt chứ. Với nó đàng hoàng. Cái đùi chà bá lửa luôn hả bạn. Bữa nay lên đây hơi xỉn mà chiều giờ anh em mới lên nhậu hơi phê rồi. Cái bọc hả? Cái bọc bở động chính cống luôn á, ở thành phố á. Cái đùi chà bá luôn phải không? Nó nhảy ra không? Đùi. Không. Ê ê ê. Đó đó đó. Không có lủng. Không có lủng. Không có lủng nha. Không có lủng đâu. Mà mắt con ếch này á, anh em ơi, mình kiếm cái con ếch á, hai cái đùi nó cỡ cái đùi của mình vậy nè. Ê đâu. Có ngồi lên không? Ôi là trời, mới nói cái mịt như thế rồi. Đúng bọc rồi. Thằng ơi là trời. Trời chết luôn rồi. Không lẽ ngày mai, không lẽ ngày mai đi thường cho nó cái con á, hai cái đùi bự như thế. Hai con á, cái đùi bự như à. Trời ơi trời. Ôi là trời, chết rồi. Rồi ra đây nè, 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 nè. Gọi nhảy xuống mương luôn rồi. Chết rồi vàng ơi. Không được. Cái đùi nó lớn. Ôi trời. Thôi kệ, kiếm con ếch khác đi. Con ếch cho qua đi. Chứ con dây buộc này rồi. Cái thằng ơi trời, mới bỏ vô. Mới bỏ vô cái bọc cái mình không có nghĩ cái bọc nó lụng cái lỗ trà bá nọ gì trời. Bỏ vô đổ lại xuống dưới cái bụng này. Dây buộc là được rồi, nó dính cái bọc chi vậy. Chết luôn rồi. Thôi làm lại từ đầu anh ơi. Đi nào, mình đi qua. Mình đi qua đường này. Đi đường. Buồn quá. Mới là phải thường à. Con ếch là hai cái đùi chà bá mới chịu nghe. Mình lột xả cái đùi này cho hy sinh hai cái đùi bự luôn hả? Anh hy sinh cái đùi bự cho hai em. Cái con ếch đâu phải dễ đâu. Không có, ở đây bắt cái đồng khó lắm. Đồng quá chứ. Bởi vì chúng mình không ở chúng mình là bắt cái đồng nó dễ nhưng mà không bao sắp được. Ôi bắt không ngon. Không là bắt cái đồng gì anh ta. Ôi trời ơi, nó không có gì lên. Quay gì thấy không? Dạ thấy. Ê nè 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 nè. Quay vậy quay vậy. Quay không có từ 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 để gì vậy. Nè các bạn thấy cá chê không? Các bạn thấy cá chê không? Nè các bạn thấy cá chê không? Ê đừng. Đó, đó, thấy không? Các bạn thấy cá chê không? Đó, 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 mấy bạn thấy không? Lặng tiêu mẹ là. Đó. Chà mưa luôn, chơi luôn. Lát có gì vô thay đổi. Nè có cua nè. Bắt mẹ cua luôn đi. Tự bắt cua nhỏ rồi. Mưa lớn dữ lắm rồi nha. Đấy, lỡ rồi. Lỡ rồi. Nè nè nè. Kìa. Đó, mấy bạn thấy cá chê không? Đó. Vì sao bắt được? Anh. Kìa. Nhảy xuống. Kìa. 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 Còn lá không nổi rồi, bắt cá chê. Cá chê. Cá chê. Đó. Xài hết trộn nội ơi. Sao mà dính được. Không mưa này mà quậy khúc phải là nó lên đó. Nó lên. Cá chê nó lên nữa, cá chê ở dưới. Đâu mà qua trong lâu kiếm đợi tôi con ếch à. Cá chê nó dưới ruộng không có, để ngày mai đi tao tính lên lâm mát tao tính. Chứ còn bây giờ đó tao nói bây giờ là bắt không dính rồi. Thằng ơi bỏ
vô trong cái bọc mà không nổi, cái bọc nó bị lủng, không lủng nó ngon cái gì. Mẹ ơi, hai anh lại lì hết biết chưa. Dưới anh nói hai anh đằng lì hết biết cái gì vậy. Ơi, cái gì? Không bây giờ vô bờ dữ lắm rồi, không chịu lên. Nó chuẩn bị lên nha. Mấy bạn coi nè, mà nó lên một cái đó, là nó lên cả bầy cả lũ luôn nè. Đi. Đi vòng vô trong trời đi. Tới tới trời trong kìa. Mưa lớn quá bạn ơi, đục mưa đó. Cái này cái chết. Dạ. Quá không làm thấy. Quên không hạnh mãi, nhưng mà tại bạn thấy không, mưa lớn quá trời lớn luôn. Cái bọc nó lụng ở dưới đất mà mình không hay. Đúng rồi, nó đi đi bọc ra thành sao luôn, để mình coi, để mình kiếm mình coi cái nói thông cho em biết nghe, ngõ nương nó kêu dữ lắm mẹ. Không, nhưng mà bác anh vô nó cháo mới sướng nha. Ngon lắm. Em nghe nói là ngon lắm đó mà em cũng không biết nữa. Chưa thử. Tôi đã phá hoại mùa màng và tôi đã bỏ đi một cái con ếch đồng dần ké rồi nha. Buồn. Buồn cái đùi của anh á. Chết. Ngày mai nó sẽ thay cái món cháo ếch và cái món cháo đùi nè. Nhưng mà nó hơi có lòng chút xíu thôi. Chịu khó là suy nghĩ kỹ trước khi ăn. Có làm luôn. Nó gạo quá rồi. Không, xịn không mà. Xịn không mà. Đi bọc vô đi. Ủa Bích rồi. Đi đường nào? Đi đường nào nè. Bên đây né, 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 né. Sao kỳ vậy? Đúng rồi. Cái hầm lại, cái hầm trước á, cái hầm trước là cái hầm thiên nhiên ở ngoài đó. Công viên mình bự lắm. Công ở đây nó ôm nhùm ôm nhích à. Nó không giống anh em mình vậy trơn á. Có Sài Gòn nó thiếu ăn thiếu uống hay sao mấy bạn? Ông nhớ nhắc một. Không nhưng mà lát đi ra ngoài rồi lội xuống kiếm cua, đi kiếm cua dạng ơi. Anh em mình đi thăm lớn nguyên luôn. Có đặt tạo đầu luôn á. Dữ vậy. Dữ vậy. Kêu á là xuống cái lú đi đặng lên bà thăm lú. Không đặt luôn. Không có đặt cái lú cái gì kia. Cái đủ à, cái gì đó trời ơi mở ra cái bọc. Em lấy cái bọc em bỏ vô mà con có con giạc nó đậu xuống kìa. Bây giờ đừng né ra. Thôi mình qua đây mình kiếm lấy cây dù vậy Thảo ơi. Dạ được anh ba ơi, lỡ ướt rồi. Nhưng mà đường này cũng có nữa nè, tại cũng sao. Thôi bây giờ đi chậm rồi. Không, đóng cửa rồi. Không có, mở được. Chỉ có anh em mình mới biết được mở thôi. Anh biết được. một hồi tao thấy mấy con đập đá mà nó nằm. Trời ơi.
Nó ở chuồng nó nằm ở ngoài ống nước hay bột đống gì đó, tao trả nợ cho mày. Đi mày trở lại đây đi, mày trở lại đây đi. Trời ơi, có không? Cái đường nó hầm chứ, tự nhiên không nè. Cái hầm này luôn. Không, không đâu quậy lại được đâu. Đó, lỗi thì quả chen luôn. Thôi. Tình. Được. Con nữa. Được. Con nữa mới chia được phải không? Đúng rồi. Không, mình đi cái đường mình vô là có cá đó. Còn mà mưa xuống là nó có cá liền rồi. Còn sao mà sao? Xuống. À, cá chê nó lên luôn á. Cá chê nó lên đó. Gọi gì vậy? Mày. Lầy lỗi quá đi. Không đổi đi, từ từ. Cái giò mày dài rồi mày lỗ đi đi. À wow, ông nội tao không lỗ nó kịp mày nữa. Biết cái giò cục. Thằng ơi trời. Dài rồi đi, từ từ thôi. Mày vô đường mình đây nè. Bữa nay tiếu được bạn ơi, bữa nay vui là cố luôn. Hai lên Sài Gòn đi soi cá, cá rô mới dữ. Vui thiệt. Bởi vì nó lên cá, lên nó hay lên nhiều lắm. Đó đồng rồi. Thấy ta? Học về nước nó lên quá trời luôn á. Người bả xuống mấy cái lô mà xuống mấy cái giới người mình đi. Đặt cho mình đi lên. Ê, coi gì vậy? Từ từ. Đâu? Nhảy vô trong làm mày. Ủi, tất kiếm mày từ từ thôi. Mày làm như là tối nãy gì đó. Rồi con hạ bá nào nó còn. Thấn thần ơi là trời. Chạy mất tiêu rồi. Mày làm như là heo nọc lâu năm gì đó. Mày gặp gái ra cái mày thổ quần ra liền. Bà nội tao mà ở. Không, nhưng mà mấy cái đường này cỏ này mùa này là vô là mùa nước không nè. Mùa vậy này kiếm hết từ nãy rồi. Giỡn rõ chơi ta. Còn giỡn thăm giỡn luôn. Trời ơi trời, chuyến này. Chuyến này. Thấy này mình ơi. Ừ. Từ từ nó về. Nó cũng được dặn vô nước kia. Ừ. Dưới tôi lạnh đóng. Nó lúng anh vỡ cho ai. Vỡ hơn đây là. Lợi. Ừ. Mưa ngày càng lớn. Hết lên em ơi. Tiêu luôn rồi. Hết lên rồi. Hết cá luôn rồi. Lạnh rồi đó. Thôi giờ mình đi dạy vô đi. Leo về nhất đi. Wow,
Rùa này con em xuống. Kìa ngô kìa. Chập nó anh. Từ từ để mình quay đó, mình quay từ từ không đó quay mà. Nó đang chuẩn bị lên nè 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 em vô em quay qua đây, em quay qua đây để anh đó đó, em thấy không, em thấy không, nó đang từ từ nó lên, nhưng mà mình quay cái này nè nó mới vui đó. Nè nè, em canh đi. Ê mày đừng có được, tao lên chứ một con rồi. Đâu rồi? Trời ơi là trời, tao để thằng thằng ơi ông nội. Nó để tao quay cho nó lên. Đây nè. Lên. Nó lên rồi nè. Ông nội. Đây nè. Cái ngồi nè mẹ. Nè trước cái giò ông nè, ở đây nè, nó lên con nữa nè. Trời ơi là tao. Tao kêu để quay phim mày rồi, tao kêu mày bắt con cá hồi nào đâu trời. Nó lên rồi nè. Trời ơi. Đó nè, lên đẻ nè. Đó. Quá bay. Rồi con kia đâu mất kêu vậy? Đâu rồi? Cái gì? Nó giục đi đâu rồi? Trời ơi, trời tao kêu nó quay phim, tao kêu nó bắt nó vô hồi nào trời, để nó lên từ từ. Nó lên từ từ trời. Lên mau rồi. Nó kêu cá con kia rồi. Cá con kia rồi. Đau bụng chết. Ê, mày khỏi dạ. em đi qua đây nè quay đó đây nè em thấy không đó, nó lên nè, ở đây con nữa lên ngay cái bãi này nè đó. Ở đây con nữa, trời ơi là trời, ông nội kìa đó, con đấy kìa ông nội, xuống mất luôn ông nội, nè ở đây con nữa nè ông nội, nè đây con nữa nè, bắt luôn đi ông nội đó, khỏi quay quần què vậy chân á. Đâu đi, đây nè, mày lôi cái đầu mày, đó, bắt luôn đi. Trời ơi là trời, tao kêu đi quay phim, tao kêu quắt cá rô hết trời. Vô đây mày, vô đây nè, nè, lội lên chứ bắt công trời, đỏ rồi, biết chứ không. Trời ơi là trời. Nãy giờ được nhiêu nữa mà. Giờ nãy lên cái bãi này nhiều luôn trời. Thiệt luôn á, tướng luôn á. Có kêu nó bắt, nhưng mà nó lại nó gặp cá lên nó cứ bay xuống nó hút, nó có chạy đi đâu đâu, mau làm ông chạy con ếch rồi, nhưng mà tao ngày mai là ông chạy con ếch rồi, tao có thầy mày ăn luôn cái giò của tao luôn cũng được, nhưng mà mày để mày tao muốn gọi con ếch nó lên con dây con bò bò thì thấy nó tới tao chưa, thấy nó tới chưa, từ từ nó lóc lên ha, kiếm cái cảnh quay này ha, nó quý giá luôn đó. Cái này nó mì ăn liền không ông nội ơi, chưa có vô gì chứ rồi nó xúc về nó làm liền rồi. Con gì? Nó chạy, nó vừa lên.
gì vậy? Gì vậy? Dính chưa? Dính là bự luôn á. Trời ơi, chạm má luôn rồi. Thôi, không có mình cậu nó là nó không có chịu lên, nhưng mà chỗ này là đè trời ơi trời, còn dựng lên đè 6-7 con nguyên cả ông nội ơi, lên bờ đi cho nó quẹt sớm, không có được, tao phải đi lên mới được, lên ừ, nó đang lên cái bến này không được mày, trời lên đây lên nó, ơi trời nó nguyên cái lô mô tô xích lô bữa nay lên đây là chơi lớn luôn bạn ơi, dính này dính vô rồi, lại thiệt lại luôn, quá lại luôn, lên phía đó nó bò lại đây. Dầm trở lại là tới mưa tới lại rồi. Xuống rồi nó không lên nữa đâu. Cái hầm bên này nè, cái bãi nào mà đường lên đó nó cũng có cái gô chân á, nhưng mà biết sao không nó sẽ lựa chọn nha, nó lựa chọn được cái bãi nào nó lên không được á là tự động nó trôi dạt, nó dạt ngược cho ra, nó đi kiếm cái bãi hết nè. Như mấy cái bãi này nè lại gọi đó phải không, là cũng có đầu cá rô nó nổi lên, nhưng mà nó cảm thấy nó lên không được dạ, nó cái lên bãi lại khó lên ra. Đó anh đang cần là cần quay những cái mà giờ mấy anh em mình đi vô đi. Lạnh quá. Giờ đi dài dài vô bạn ơi, mưa lớn quá trời lớn rồi, lạnh lắm rồi.
giờ của mấy anh em mình được nhiêu nữa bạn? Chắc ở hơn 10 con vậy. Có một con cá rô bự bành kia. Mình thấy ngon ghê không? Cái rô này rô đồng luôn á. Ngon ghê. Thành vả dầm mưa bắt cá rô một buổi tối thật là lầy lội của mấy anh em mình. Có con cua nữa chứ bộ, à nãy bắt dính ghết mà bị sảy rồi. Có con cua thì bá luôn, mình sợ nó đâm quá. Thôi clip đến đây mình cũng chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp các bạn ở clip sau.